nổi. Xin chào tất cả mọi người, chào đại gia đình nha. Thì tiếp tục hôm nay Tấn cập nhật cái giá chuối cái mô nè. Cập nhật giá nhanh ngày hôm nay luôn nha mọi người, cho mọi người được tham khảo nha. Thì những người mà mới đến xem kênh của Tấn thì bấm đăng ký để cho Tấn có động lực chia sẻ những cái video. Rồi có gì những người mà ủng hộ mình thì cho mình đăng ký nha cả nhà. Đây, cái vườn chuối này cũng sắp được chặt rồi cả nhà. Thì Tấn vào vấn đề giá chuối nha. Hôm nay thứ bảy, ngày 12, nhưng ngày 12 sao? Tháng 2 nha cả nhà. Thì giá chuối bây giờ có người ở bên kia hiện tại bữa nay đang chặt. Thì chốt giá hôm trước có 7.000 thôi nha cả nhà. Còn hôm nay thì giá chuối tùy theo chuối nha, có nếu mà chuối ngon VIP thì 8.000, 9.000. Nói chung là nó nằm tầm khoảng 8.000 rồi 7.000 cũng có. Tùy theo chuối của mình nha. Còn cái vườn chuối này thì cực đẹp rồi mà chuối này chưa chặt. Chuối này sắp được chặt rồi. Vườn chuối này ở bên trong nè. Chuối này nếu mà chặt cũng rất là đều luôn. Giá chuối này thì nó đang xuống hơn hôm bữa nha cả nhà. Cách đây một tuần, hai tuần trước thì giá cao hơn. Bây giờ thì giá hôm bữa còn xuống thấp nữa cơ. Hôm nay nhỉnh nhỉnh lên đó. Hôm nay nhích lên có chỗ có thể là chuối đẹp như là chốt 8.000, 9.000 cũng có. Mà chuối phải đẹp, phải ngon nha. Còn mà có người thì hôm nay đang chặt giá 7.000 luôn. Hôm bữa nó xuống thấp hơn một chút nữa. Hôm nay nó nhích lên được dạng ngon nhưng mà nó vẫn thấp hơn cái giá cái video trước Tấn chia sẻ. Đi vô bên trong lại luôn, kính bưng luôn. Để thấy con chuối nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chuối này ở bên trong lại bây giờ kính bưng luôn cả nhà. Nếu mình vô là quay là tối luôn. Hình mặt ngoài này còn sáng. Điều ra nha. Một tí để quay cái phân bỏ chuối này cho cả nhà xem ha. Rồi ai có sử dụng phân đấy thì sử dụng nha. Có cái loại phân chuyên dùng cho chuối. Cao từ đây lên đây 2, 4, 6, 8, vùng chuối dài 80 phần nhìn quá đẹp. Chuối này mà nếu mà hôm nay được chặt là chuối này phải 8-9 ngàn, vẫn thấp hơn cách đây tuần trước, thấp hơn 10 ngày trước nha cả nhà. Cách đây 4 ngày trước thì giá nó còn rẻ nữa, hôm nay thì nhích lên được rồi 8.000. Có chỗ chuối đẹp tiếp 9.000 luôn, nhưng mà hôm nay thì bà con đang chặt 7.000. Nói chung giá chuối nó dao động vậy nha mọi người. Tùy theo vườn, tùy theo chuối nữa nha. Chứ nhiều khi giá chuối nó không có vườn nào nó giống vườn nào đâu. Ăn thua vườn, số nhiều, số ít. Rồi đường xá có thuận tiện hay không nữa nha. Chuối đẹp, chuối xấu nữa nha mọi người. Đây. Chuối dài thầm thầm luôn. Cặp mé còn trồng cái hàng cỏ nữa cả nhà. Xung quanh là đây rất là nhiều chuối luôn. Đấy. Qua khỏi cái vườn này bên kia vườn chuối 5-6 ngàn cây. Cái vườn này thì không có bọc nha cả nhà. Còn mấy cái vườn bên kia là bọc hết. Sẽ chia sẻ mình những cái vườn này cho cả nhà xem luôn. Mấy cái vườn bên kia là bọc hết. Hôm nào có chia sẻ những cái video đó cho mọi người xem. Có vườn bọc, có vườn không bọc. Có ba cây bên mới đang sửa dây, tử chùm chùm. Chắc là Tấn làm cái video ngắn vậy thôi mọi người. Chia sẻ cái giá chuối cho mọi người cập nhật nha. Có gì thì giao lưu bình luận bên dưới rồi Tấn sẽ trả lời nữa nha. Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Chúc mọi người làm ăn luôn thành công nha cả nhà.